cách tạo danh sách sổ xuống hay còn gọi là drop list ở trong Excel mà khi có sự thay đổi, ví dụ như thêm, xóa, sửa thì cái danh sách sổ xuống này nó cũng sẽ tự động cập nhật lại. Ví dụ như ở đây mình có một cái sheet danh sách nhân sự và mình cần phải nhập phòng ban của những tên nhân viên này, thì thay vì mình ngồi mình gõ thủ công thì mình có thể tạo một cái danh sách sổ xuống để chọn thì nó sẽ nhanh hơn. Và đặc biệt là ở cái sheet danh sách phòng ban này của mình, nếu như có sự thay đổi, ví dụ như mình thêm, mình chỉnh sửa hoặc là mình xóa một cái dữ liệu nào, thì ở phía bên danh sách nhân sự này, cái danh sách sổ xuống này của mình nó cũng sẽ tự động cập nhật lại. Bằng cách như sau: đầu tiên các bạn chọn toàn bộ những cái ô phòng ban mà các bạn muốn tạo cái danh sách sổ xuống, sau đó các bạn vào data, chọn data validation. Ở đây các bạn click vào cho mình cái tab setting và cái mục allow này các bạn chọn cho mình là list. Và cái sụt này, nếu như các bạn chưa có cái bảng danh sách phòng ban như của mình thì các bạn có thể gõ thủ công vào đây cũng được và tách ra bằng dấu phẩy. Ví dụ các bạn có thể gõ phòng kế hoạch phẩy, phòng kinh doanh phẩy, thì sau đó các bạn nhấn ok. Còn trong trường hợp này của mình đã có sẵn một cái bảng dữ liệu rồi thì mình có thể click vào cái bảng danh sách phòng ban, sau đó mình sẽ chọn cái vùng dữ liệu của các cái phòng ban này, sau đó mình nhấn ok. Các bạn lưu ý là chúng ta không cần quét tiêu đề nhé, chúng ta chỉ cần quét cái vùng dữ liệu phía dưới này thôi. Sau đó chúng ta nhấn ok, thì phía bên này những cái phòng ban mà trong cái danh sách phòng ban nó đang có thì phía bên này nó sẽ hiển thị ra và chúng ta chỉ việc chọn, như vậy nó sẽ nhanh hơn ngồi gõ thủ công. Tuy nhiên cái cách này nó vẫn có một cái hạn chế là khi các bạn sửa, ví dụ như đây mình sửa là nhân sự 1 thì bên này nó sẽ tự động cập nhật lại. Tuy nhiên nếu như mình thêm, ví dụ như đây mình thêm một cái phòng nhân sự 2 chẳng hạn, thì bên này nó sẽ không có tự động cập nhật lại. Vì vậy ở đây các bạn có thể nâng cao hơn một chút để cho nó tự động cập nhật lại bằng cách như sau. Đầu tiên, đối với cái bảng danh sách phòng ban này, các bạn nhấn cho mình tổ hợp phím Ctrl A để chọn toàn bộ cái bảng. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl T hoặc là các bạn cũng có thể vào Insert, chọn Table và ở đây các bạn nhấn OK. Tiếp theo, các bạn vào cho mình cái tab Formula và chọn vào Define Name. Ở đây các bạn có thể đặt cho nó một cái tên hoặc là để mặc định như này cũng được. Cái Refresh Tool này các bạn sẽ chọn lại cái vùng dữ liệu phòng ban của các bạn. Sau đó các bạn nhấn OK. Rồi và bây giờ các bạn qua phía bên này, các bạn chọn toàn bộ những cái ô mà các bạn muốn thiết lập danh sách sổ xuống, sau đó vào data, chọn data validation. Ở đây các bạn vẫn click vào cái tab setting và cái allow này các bạn vẫn chọn là list. Và cái sụt này các bạn sẽ nhấn cho mình phím F3 ở trên bàn phím, đó nó sẽ hiện ra cái tên phòng ban chính là cái mà lúc nãy mình vừa mới tạo, sau đó mình nhấn ok. Rồi nhấn OK một lần nữa và bây giờ những cái phòng ban có trong bảng danh sách phòng ban nó đã hiển thị ra phía bên này rồi. Nếu như bây giờ mình thêm một cái, ví dụ như đây mình thêm là phòng nhân sự 2 chẳng hạn, qua phía bên này nó cũng sẽ tự động cập nhật lại.